Xin kính chào quý khán giả trở lại với bản tin news số 39 của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số các thông tin tức về thị trường ô tô vừa diễn ra trong những ngày vừa qua. VinFast tiếp tục tung ra các gói ưu đãi lớn trước tháng ngầu, sẵn sàng hô máu với các đối thủ. Truyền thông quốc tế nói gì về việc VinFast quyết tâm giành 1% thị phần tại Mỹ? Nissan Navara Pro 4X Courier 2021 chính thức ra mắt. Đây mới thực sự là đối thủ nặng ký của Ford Ranger Raptor. Tất cả sẽ có trong bản tin news số 39 của Auto Việt Nam. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất và ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Bước sang tháng 7, hãng xe VinFast mạnh tay ưu đãi lên tới cả 100 triệu đồng cho các dòng xe Lux A, Lux SA và VinFast Fadil. Và dĩ nhiên không thể thiếu được mẫu xe ô tô điện VinFast VFE34. Tất cả các mẫu xe đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Cụ thể, khách hàng mua xe VinFast Fadil được tặng lên tới 100% lệ phí trước bạ cho cả 3 phiên bản, tiêu chuẩn, nâng cao, cao cấp. Số tiền này sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán, đưa mức giá của xe xuống chỉ còn 336,5 triệu đồng. Đối với hai mẫu xe khác đó là Lux A và Lux S2.0, khách hàng cũng nhận được rất nhiều những ưu đãi lớn khi mua xe trong tháng 7. Cụ thể, VinFast Lux A2.0 tiếp tục sẽ được áp dụng voucher Vinhome mệnh giá 200 triệu đồng để thanh toán. Qua đó thì giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản tiền lớn khi mua xe. Trong khi đó thì VinFast Lux SA2.0 sẽ được ưu đãi trực tiếp từ 80 tới 100 triệu đồng tùy vào mỗi phiên bản. Và dĩ nhiên cũng sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán. Trong trường hợp đại lý không có xe giao ngay, VinFast sẽ hỗ trợ thêm 20 triệu đồng một tháng cho khách hàng trong quá trình chờ đợi. Đặc biệt nhất vẫn là chính sách ưu đãi đối với 3 mẫu xe ô tô điện VinFast VFE34 từ nay đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2021. Qua đó thì khách hàng sẽ được VinFast tặng 100% lệ phí trước bạ nếu đặt cọc 50 triệu và không hoàn, hủy, đổi sang các mẫu xe khác. Với khách hàng đã cọc 10 triệu đồng từ trước, chỉ cần bổ sung thêm 40 triệu đồng từ nay đến hết ngày 15 tháng 7 cũng sẽ được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Không những vậy, VinFast còn cam kết sẽ chi trả lãi suất khủng lên tới 10% một năm cho khoản tiền đặt cọc này, tính từ ngày đặt cọc cho tới ngày khách hàng được nhận xe. Với mức giá bán hiện tại của VinFast Fadil thì mình cho rằng là thực sự quá hấp dẫn luôn. Chính vì vậy mà mình cũng đã nhanh tay mua một chiếc để tặng bà xã rồi. Anh em nào có ý định mua xe dưới khoảng 400 triệu đồng thì tôi nói thật là giờ chỉ có VinFast Fadil là ngon nhất thôi. Và ngon như thế nào thì sắp tới đây tôi sẽ có một video về chiếc xe này để chứng minh cho các bạn thấy. Kính mong các bạn đón chờ video của chúng tôi nhé. Còn đối với hai mẫu xe Lux thì từ trước đến nay cũng đã giảm rất là sâu rồi và chắc chắn thời điểm này sẽ còn sâu hơn nữa. Lý do là rơi vào thời điểm tháng ngâu và tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá là phức tạp, ảnh hưởng tới nền kinh tế nói chung, sức mua giảm thì hãng xe nào cũng phải giảm giá sản phẩm để kích cầu mua sắm. Trong khi đó thì VinFast lại còn hỗ trợ thêm 20 triệu đồng một tháng cho khách hàng trong quá trình phải chờ đợi xe. Chính vì vậy mà thời điểm mua xe này là rẻ nhất và không còn thời điểm nào mua xe rẻ hơn được nữa. Còn đối với VinFast VFE34 thì mình nghĩ rằng là nó cũng đang có một cái mức giá bán rất là tốt, nhưng cũng sẽ còn tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của các bạn ra sao mà thôi. Nếu muốn đi tiên phong thì tội gì mà chúng ta không đặt cọc ô tô điện ngay bây giờ nhỉ? Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam Vingroup đã đặt mục tiêu doanh số bán xe điện hàng năm từ 160.000 lên tới 180.000 xe tại Mỹ. Dù rằng VinFast là một trong những hãng xe còn rất non trẻ hơn nữa, đối với xe ô tô điện thì thách thức về cơ sở hạ tầng cũng là một trong những yếu tố đáng lo ngại. CEO của Euro vẫn tin rằng là VinFast có thể tận dụng được cơ hội từ việc chính quyền Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy sự phát triển của ô tô điện. Theo Economic Times, chính quyền Biden đã có kế hoạch trong tháng này sẽ đề xuất một quy định về khí thải xe hơi mới. Phần lớn sẽ dựa trên các tiêu chuẩn của Obama, vốn đã bị Tổng thống Donald Trump bãi bỏ từ năm 2019. Tổng thống Mỹ Joe Biden có một chiến lược gồm hai giai đoạn nhằm cắt giảm lượng khí thải từ ống xả xe hơi, nguyên nhân gây ra khí nhà kính lớn nhất đối với nước Mỹ. Giai đoạn đầu tiên ông sẽ khôi phục các tiêu chuẩn về mức xấp xỉ mà Tổng thống Barack Obama đã đề ra. Giai đoạn thứ hai là ông sẽ thắt chặt các tiêu chuẩn này hơn nữa với mục đích biến ô tô điện trở thành phương tiện giao thông chủ yếu được bán ở Hoa Kỳ. Chẳng mấy khi được cánh truyền thông quốc tế đưa những cái thông tin về Việt Nam, mình cho rằng đây là một trong những tín hiệu rất vui. Tức là họ đang thấy được cái sự phát triển mạnh mẽ, có sự nổi bật và mang nhiều điểm sáng, họ mới đưa tin về chúng ta. Nhất là một đất nước chỉ mới giành được độc lập trong vòng vài chục năm ở thế kỷ trước. Với VinFast thì mình cho rằng là kế hoạch của hãng xe Việt rất rõ ràng, mục tiêu của họ cũng vậy. Chính vì vậy mà mình rất tự hào và hoàn toàn đặt niềm tin vào VinFast ở cuộc chơi xe điện này.
Nissan Almera Pro 4X Warrior 2021 chỉ dành riêng cho đất nước xứ sở chuột túi. Mẫu xe bán tải này vốn đã được phát triển dựa trên phiên bản Pro 4X cao cấp nhất của dòng Nissan Almera 2021, hiện đang được bán tại quốc gia này. Đồng thời, Nissan Almera Pro 4X Warrior 2021 cũng là sự lựa chọn thay thế cho Almera N-Track Warrior cũ. Cùng giống với phiên bản cũ thì mẫu xe bán tải này do công ty kỹ thuật Premka nổi tiếng ở Úc chế tạo, kết hợp với Nissan Úc. Đội ngũ 35 kỹ sư của công ty này đã mất hơn 1 năm mới phát triển xong Almera Pro 4X Warrior mới. So với bản Pro 4X thông thường thì Nissan Almera Pro 4X Warrior 2021 có khá nhiều những cái sự thay đổi đáng chú ý về thông số kỹ thuật. Ví dụ như chiều cao gầm tăng 40mm lên 260mm. Điều này giúp cho góc tiếp cận của xe tăng từ 32 độ lên 36 độ, trong khi góc thoát tăng nhẹ từ 19 độ lên 19,8 độ. Tuy nhiên, xe vẫn giữ khả năng lội nước sâu lên tới 600mm như Nissan Almera Pro 4X 2021. Ngoài ra, Nissan Almera Pro 4X Warrior 2021 còn sở hữu ngoại hình ấn tượng hơn so với phiên bản thông thường. Có được điều đó là nhờ thanh bảo vệ cản trước hầm hố tích hợp với giải đèn bổ sung bên dưới lưới tản nhiệt. Chi tiết này được ra đời dựa trên thanh bảo vệ cản trước mà hãng xe Nissan phát triển dành cho Almera mới, nhưng được sơn cùng màu so với thân xe. Ngay bên dưới đó là tấm ốp bảo vệ gầm bằng thép 3mm mới, được sơn màu đỏ nổi bật và dập tên xe. Ngoài ra, phần đề can Warrior trên xe móc kéo và bộ vành 17 inch mới, Develop Copper Discovery AT3 có kích thước 275-70 rộng hơn. Bánh xe nằm trong ốp cua nổi bật khiến bề ngang của xe tăng thêm 30mm. Điểm đáng chú ý của Nissan Almera Pro 4X Warrior 2021 đó là xe được trang bị hệ thống treo được nâng cấp, không chỉ giúp cho nâng cao gầm xe mà còn cải thiện được cảm giác lái lẫn khả năng đáp ứng được với vô lăng khi chạy ở những cái cung đường phố hay off-road. Những chi tiết như nhíp giảm xóc, đệm cao su ở lò xo đều được công ty Premka hiệu chỉnh để phù hợp với mẫu xe bán tải này. Về khả năng vận hành thì chiếc xe bán tải này sử dụng khối động cơ diesel 4 xi lanh tăng áp kép, dung tích 2.3 lít, sản sinh ra công suất tối đa là 190 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 450 Nm ở những giải vòng tua khoảng 1.500 tới 2.500 vòng trên phút. Động cơ kết hợp với cụm hộp số tự động 7 cấp hoặc số sàn 6 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh có chế độ cầu chậm. Cá nhân mình cho rằng đây sẽ là một trong những đối thủ rất nặng ký với Ford Ranger Raptor. Lý do nó không chỉ đến từ một ngoại hình đầu gấu hơn, chiến binh hơn, mà về khả năng vận hành thì với hệ thống treo không hề thua kém Ford Racing. Với khối động cơ 2.3 lít tăng áp kép kết hợp với cụm hộp số 7 cấp, chiếc xe này sẽ là một trong những mẫu xe lý tưởng để đi off-road. Tuy nhiên thì đó chỉ là những con số thôi, còn trên thực tế vận hành ra sao, nó như thế nào, chúng ta vẫn cần phải có sự ra mắt và trải nghiệm thực tế về mẫu xe này. Vừa rồi là những thông tin tức về thị trường ô tô vừa diễn ra trong tuần vừa qua. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.